Hello, xin chào tất cả bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel mình là Ni đây. Và hôm nay thì như mình đã nói ha, thì cứ mỗi tuần chủ nhật đi thì mình sẽ làm một cái clip về Q&A ha bạn, thì để trả lời và trả lời comment của tất cả các bạn á, để có gì mình tương tác với các bạn cho nó vui ha. Đó rồi, thì trước khi vào clip á thì mình bê rỡ kênh tí nha bạn. Đó thì mình có quay trở lại kênh Minecraft nha. Đây thì mình cũng vừa mới đăng luôn, thì các bạn có thể vô coi ha, ủng hộ mình cũng được. Thì có gì mình sai sót chỗ nào trong clip á thì các bạn cứ comment bên dưới nha. Đó, comment bên dưới để mình có gì mình sẽ sửa lại, giống như bạn này nữa bạn. Đó, cho anh Bo nói chuyện chung luôn hợp lý nha bạn. Bạn này là đề nghị là cho mình với anh Bo nói chuyện chung luôn, tại anh Bo nó không có dám nói bạn, chứ không phải là mình gì đúng không, nó sợ cái gì á kiểu vậy. Bo cù bóp này nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ vô comment đầu tiên của mấy bạn ha. Từ từ mình sẽ nói thể lệ nhé bạn, thể lệ để các bạn dễ nhận biết. Thì mình không thể nào mà trả lời hết tất cả các bình luận của các bạn nha. Như mình nói đó, hôm bữa mình nói trong cái phần cộng đồng đây, mình có đăng vô cộng đồng nhé bạn. Đây thì tới 180 bạn comment lẫn bạn, nhiều như thế mình trả lời hết 180 bạn là clip này chắc tới 7-8 giờ đấy bạn. Thật sự đó, nó rất là lâu luôn, nên mình chỉ lọc ra thôi nha. Mình lọc ra 20 comment của bạn được nhiều lượt like nhất các bạn. Đó, ví dụ như bạn này like này đó, được nhiều lượt like nhất nha bạn. Đó là giống như là 2 like trở lên cũng được, hay là 3 like, 4 like cũng được. Đó thì nhiều like trở lên. Và nếu mà kiểu có thí dụ nha, mình thí dụ có 10 bạn được nhiều like đi, còn những bạn like khác bằng nhau á thì mình sẽ lọc nha, lọc những comment nào mà hay với lại bự bự hoặc là vui vui đó thì mình sẽ lọc ra và nói lên cho các bạn ha. Đấy. Giờ vô thôi. Thì mình có 20 comment nha bạn, đây 20 comment mình đã lọc ra. Dạ bây giờ mình sẽ đọc comment đầu tiên của từng bạn nha. Ôi, nhiều lắm á. Đấy, comment đầu tiên của bạn tên, từ từ để mình kéo cái này rộng ra cho bạn thấy nha. Đó. Đó, hợp lý liền, quá hợp lý luôn. Rồi, comment đầu tiên của bạn tên là Toàn Nguyễn nha. Q&A. Đó, đúng thể lệ nè, nhớ chữ ghi chữ Q&A đằng trước nha bạn, xong hai chấm rồi ghi cái câu hỏi bạn ra. 100k sub anh có làm vlog đập hộp nút bạc không anh? Mong được lên TV. 100k sub hả? 100k sub thì cái đó thì rất là lâu nha bạn. Thì đập hộp nút bạc thì chắc chắn thì mình sẽ có quay clip đập hộp cho các bạn xem. Nhưng mà từ đây tới đó thì khá là lâu nha bạn, với lại mình cũng chưa bao giờ quay vlog là như thế nào luôn bạn. Đó, mình cũng không biết cách quay sao. Mình sợ quay nó rung màn hình quá là các bạn xem sẽ bị nhức đầu các kiểu bạn. Đó. Mà mình không biết quay bằng cái gì á, điện thoại của mình thì nó hơi cùi nha bạn. Quay nó sợ giật giật. Đó, nên cái vlog thì chừng nào tới đó thì tính nha bạn. Đó, tới đó tính nha. Rồi tiếp theo. Của bạn tên là Ken Gaming nha. Q&A, anh định chừng nào show mặt gia đình, và gia đình anh có mấy anh chị? À quên. Đọc cái này. Đọc sát là sai nha bạn. Chừng nào show mặt gia đình, chứ chữ và đâu mình không đọc, đỉnh thật sự. Rồi lại. Anh định chừng nào show mặt? Thì đó. Show mặt thì cái này mình hôm bữa mình có nói với các bạn mà xem trước đó thì 100k sub nha bạn, 100k sub thì lúc mà mình quay vlog đi đập nút bạc á đó thì mình sẽ show mặt cho các bạn luôn đó. Nên mình nghĩ là tới 100k sub vẫn chưa chắc gì sẽ có nút bạc đó bạn. Mình nghĩ là chắc phải tới mấy tháng sau mới có được cái nút bạc á, thật sự chứ không phải là dễ đâu. Nên chừng nào mà có nút bạc á thì may ra thì mình sẽ quay vlog và mình sẽ show mặt cho bạn coi ha. Đó. Rồi tiếp tục với đây, và gia đình anh có mấy anh chị em? Thì có mình nè, mình là đứng thứ ba nha bạn, ở thứ hai, quên, thứ hai nhưng mà gọi là anh ba á bạn. Đó, chị mình là chị mình là đứng nhất là chị hai đúng không, tới mình ba, tới bo là em út đó, bo trẻ trâu nè. Rồi là ba chị em nha bạn. Rồi tiếp tục thì comment tiếp theo của bạn tên là HB Gaming. Q&A, ngoài làm YouTuber ra anh thì ra thì anh còn làm nghề gì nữa không ạ? Từ từ trước khi vô mấy cái này thì mình nhắc trước nha, thì mình sẽ trả lời những comment mà nó vừa đủ để mình trả lời được nha bạn, chứ mà có nhiều comment của nhiều bạn nó quá khó các bạn, với lại nó tế nhị quá, giống như có nhiều bạn kêu là quay nhà anh đi thì cái đó là nó khá là tế nhị với bạn nên mình không có quay được, kiểu vậy đó các bạn thấy không? Nhiều người trên YouTube cũng ít khi quay nhà mình lắm, nó nguy hiểm đó các bạn, kiểu vậy. Đó, nên có một vài câu hỏi thì mình sẽ trả lời được, và một vài câu hỏi mình sẽ không trả lời nha các bạn. Tại vì tế nhị. Uầy, giờ mình cho nó bớt tẻ nhạt thì mình sẽ quay chát quỷ luôn nha các bạn. Đó, từ từ. Đấy, thì trả lời tiếp comment của bạn này nha.
Ngoài YouTuber ra thì em còn làm gì nữa không? Thì trước khi làm YouTube á, thì mình làm nhiều lắm nha bạn. Đó, trước khi làm YouTube mình làm đúng nhiều nghề luôn á chứ. Tính ra cũng nhiều phết. Lúc trước khi làm YouTube nha thì mình phụ mẹ mình bán báo nè bạn. Đó, bán bánh mì nè, bánh bao nè. Đó. Xong bán nước ngọt cái kiểu bạn, kiểu vậy. Ở đó là mình có bán báo luôn mà, bán mấy bạn biết mấy tờ báo không? Chắc mấy bạn hồi nhỏ tới giờ là báo đâu còn nữa đâu. Hồi đó xưa các bạn thì may ra còn báo, có nhiều người đi bán báo đó. Còn bây giờ thì hình như là giờ mấy người toàn đọc báo trên mạng không mà đâu có đọc báo cái tờ nữa đâu đó. Hồi đó là tờ như là tờ 2.000, 4.000 hay 5.000 tờ các bạn đó, kiểu vậy. Thì mình rồi gì ta, mình đi bán bánh tráng nữa bạn, đúng rồi, mình đi phụ anh họ ông anh của mình đó bạn đó, và anh họ mà ông anh mình quen biết á đó, đó phụ ông đi bán tráng nữa. Nói chung là mình làm nhiều lắm bạn đó, trước khi làm YouTube luôn. Lúc đó là mình như học 12 á, lúc đó là mình học 12, mình còn đi bán đủ thứ luôn, nhiều lắm. Đó. Đúng, không, như lớp 10 là mình đã bán rồi, tới lớp 12 luôn, đúng rồi. Đó, kiểu vậy. Thì đó là trước khi làm YouTube nha bạn, còn hiện tại làm YouTube là mình hết làm mấy nghề đó rồi. Tại vì giờ dịch mấy bạn, đâu có làm được gì đâu. Giờ đi học mà mình còn phải tạm hoãn mấy bạn, học online không à. Đó, toàn học online không mà... đâu có ra đường được đâu mà đi làm mấy cái đó được không mấy bạn, chỉ có nhà làm YouTube à. Rồi, tiếp theo của bạn tên là Toàn Phạm nha. Ngoài công việc YouTube ra anh còn làm gì không ạ? Đó thì cái này hồi nãy mình trả lời trước rồi nha. Và nhà anh có nuôi chó hay mèo không? Nhà mình có nuôi chó hay mèo không thì nhà mình trước đó có nuôi mèo nha bạn, nhưng mà mèo mình nó toan hết luôn á bạn, thực sự. Nuôi con nào là toan con đó, phải thiệt. Nó đi lung tung bạn, đi lung tung xong rồi nó dậm bẫy cái kiểu xong cũng về toan luôn bạn, thiệt sự hết thật. Xong rồi mà giờ còn bây giờ nha, cái đó là trước đó thôi. Còn bây giờ thì mình có nuôi ba con cún nha bạn, ba con cún luôn. Đây từ từ để mình cho các bạn xem. Đâu rồi, đây từ từ rồi, đây là ba con cún của mình nha bạn. Đây con đầu tiên nè. Ủa lộn, sao nó nhảy qua đây vậy? Đây con đầu tiên nha. Đó, thấy chưa? Con này con đầu tiên nhớ bạn. Đó, con này con chó con á, đầu tiên. Con thứ hai là con này. Đó, con này cũng là chó con luôn. Đó, thấy không? Nhìn mặt á. Cứ mấy con này là nó chó nhưng mà nó là thuộc hệ mèo nhớ bạn. Mày thấy không? Lúc mình quay nó kêu meo meo mà khổ lắm. Nó là chó nhưng mà nó lại linh hồn nó lại là con mèo. Đó. Và con này cuối cùng là con chó mẹ nhớ bạn, chó mẹ của hai chó con. Đó. Thì chụp góc này nhìn nó nhỏ nha bạn chứ nó bự lắm á. Đó. Thì hiện tại mình đang nuôi chó. Đấy. Tiếp tục nha. Tới bạn tên là Dẻ Weibo. Tại sao anh lại quen với team anh Tài, anh Trang, Ly và Bác Tô? Thì cái này thì mình có kể lâu rồi các bạn. Hồi đó mình có làm Q&A về Lock Root á. Rồi có nhiều bạn cũng hỏi vậy. Thì đầu tiên là mình chơi Lock Root đúng không? Đó, chơi Lock Root. Lúc đó mình chưa quen ai hết đúng không? Đó, xong rồi mình vô tình đó bạn. Vô tình lúc đó mình cày lên được 10M rồi nha, đang top 1 server. Đó, xong mình vô tình vô server gặp được anh Tuấn, cái thằng bó kêu anh này cũng làm YouTuber đó. Cái mình mới đi theo. Đi theo, xong rồi mình xin vô băng đó bạn. Xin vô băng hay tặc á. Đó, cái anh Tuấn cho vô liền luôn, 10M đó bạn, cho vô liền luôn. Cái từ đó cái mình mới quen anh Tuấn. Như vậy, xong rồi anh Tuấn mới cho mình biết thêm anh Tài, anh Vinh, anh Bác Tô á. Đó, nhiều vậy đó bạn. Dạ. Yeah. Tiếp tục, anh có thể kể thêm về đời sống hàng ngày của anh được không? Đời sống hàng ngày của mình hiện tại đâu có làm gì đâu các bạn. Ăn, ngủ, cày game nè. Đó, để quay clip cho các bạn. Xong ăn, xong ngủ, xong hết. Tại vì mấy bạn biết đó, giờ dịch mà mình đâu có, cũng không có đi học được nữa. Đó kiểu vậy. Nhiều lắm là học online qua trên mạng thôi. Đó, nên không có đi đâu được luôn á. Nên chỉ ở nhà mình chỉ vậy thôi à. Cuộc sống hàng ngày nó vậy các bạn, đơn giản lắm. Tiếp tục. Comment của bạn Huy Trần nha. Rồi tiếp tục. Của bạn tên là Dầu Remix. Quyên này, anh năm nay bao nhiêu tuổi năm nay hả? Hôm bữa sinh nhật mình nữa là hôm nay là mình như 21 hay 22 ta. Cái gì ta? Hôm nay năm bao nhiêu ta? Năm 2021. Năm 2021 là mình như 22 bạn ơi. 22, đúng rồi 22. Không, 21 chứ. Đó, chuẩn 21 là sinh nhật mình là chuẩn 21 luôn đó chứ. Đúng rồi. Chuẩn 21 luôn. Đó. Rồi ha, tiếp tục. Quyên này, tên thật của anh là gì? Bí mật nha bạn. Đó, như một số câu cái mà mình sẽ bí mật. Đó, tên của mình là Ni đó. Các bạn biết gì đi. Chừng nào mà mình để tên thật sao ha. Thì cái này là từ từ, cái này mình bật mí về sau khi mà được đăng ký nhiều hơn. Đó, bí mật nha.
của bạn Weibo Senpai nhé bạn. Có comment của bạn Weibo Senpai. Tiếp tục. Ôi của bạn này nhiều nè, từ từ. Cái này phải rộng ra tí mới thấy rõ nhé bạn, có nhiều bạn cho thấy rõ rồi. Hiếu Nguyễn của bạn tên là Hiếu Nguyễn nha Winay. Một, anh có thể nói về một ngày làm việc của anh như thế nào không? Đó, hồi nãy thì mình có nói nha. Như sáng ngủ dậy thì mình ăn. Đó, ăn. Chạy vòng vòng tập thể dục tí xong rồi lên cày cấp cho bạn tới chiều tới tối luôn các bạn. Cày level mấy game này đó, cày xong rồi tới chứ ăn trưa chứ ăn trưa xong rồi cày xong tới chiều cày xong rồi tối ăn tối xong rồi cày tối xong rồi ngủ vậy thôi các bạn. Nó cũng bình thường lắm. Anh làm nghề gì ngoài YouTuber, anh có mệt mỏi hay áp lực công việc đó không? Thì trước đó thì mình có nói các bạn đó, mình làm rất là nhiều nghề luôn, như bán báo nè, bán bánh tráng nè, bán bánh mì, bán bánh bao, bán đủ thứ bán luôn các bạn. Quán bó chạy bán luôn. Và mà làm YouTube này cũng khá là mệt nha các bạn. Tại vì làm nghề gì cũng vậy các bạn, có người ghét người thích nên nó cũng khá là mệt mỏi á, như cày các bạn. Cày giống như có nhiều người hoặc giống như thằng bo ác nhân phẩm này bạn thấy không? Nó đánh có một lần thôi lỡ ra đúng không? Thí dụ đi. Nó đánh một lần nó ra đúng không? Thì nó có thể quay được trước mình luôn đó. Mà mình ôi chế này chứ gì? Chế khủng long à. Đó. Thì mình phải có được cái cây đó mình mới quay cho các bạn được đúng không? Đó, mà ai ngờ người khác có trước nhanh quá thì mình lại phải cày nhiều hơn người ta đúng không? Đó, cày liên tục nên nó khá là mệt luôn các bạn. Như vậy. Cái số xui nó vậy các bạn. Nên nó khá là mệt mỏi chỗ đó. Còn có nhiều bạn còn không mệt mỏi lắm là do các bạn có nhiều bạn yêu thích mình á. Đó, như là like chia sẻ hay là giúp mình các kiểu hay là giúp mình trong game đó bạn, thì mình cảm ơn rất nhiều bạn đó luôn. Đó, có mấy bạn đó thì mình cũng đỡ mệt lắm bạn. Rồi, tiếp tục từ từ. Và anh hãy luôn tự hào về những thứ mình đang có nha. Cuối cùng em chúc anh sớm đạt được 100k sub và thành công trong cuộc sống cũng như công việc và YouTuber. Cảm ơn bạn Hiếu Nguyễn này rất nhiều nha. Cảm ơn em luôn nha. Wow, comment này ý nghĩa đó. Từ từ, sao nãy giờ quay toàn cháy xui không vậy? Không cháy nào hên vậy? Có gì hên không chạy? Không thể quay chát quỷ mà còn xui nữa, được đúng một trái re các bạn. Ê, trái bơm kìa. Thôi trái bơm chán lắm rồi. Đấy, quyền này anh có thể kể thêm về đời sống hàng ngày của anh được không? Mong được lên TV đó. Thì mình hồi nãy cũng kể nha, thì mình chọn những bạn được nhiều lượt like các bạn. Nên mình nên có nhiều bạn nó sẽ trùng comment á. Thì như mình nói ha, thì bạn nào mà thấy cùng ý kiến với bạn này á thì like cho bạn đó đi đó, để mình lọc cho nó dễ các bạn. Chứ các bạn 180 comment mà các bạn comment giống nhau không à. Đó, có nhiều comment nó giống nhau quá nên mình cũng khó lọc lắm, mình chọn mấy cái được nhiều comment thôi. Kiểu vậy. Thì các bạn like cho nhau lên nhiều tí. Đó, để mình lọc cho dễ 20 bạn thôi nha. Rồi, tiếp theo. Của bạn Anh Thái nha bạn, mình quên đọc tên của mấy bạn này. Hồi nãy mình đọc hết chưa ta? Nãy mình đọc hết rồi đúng không? Đó, Ken Gaming này, HP Gaming, Tàn Phạm, Dễ Weibo, Huy Trần, Dầu Remix, Weibo Senpai, Hiếu Nguyễn và bạn Anh Thái nha bạn. Rồi. Tiếp theo của bạn tên là Trần Di Lúc. Đây, Winay. Sao anh ngừng stream vậy? Thì như mình nói bạn, thật sự stream là rất là nhiều luôn bạn. Trước đó là mình có stream cũng khá là nhiều mà nói rất là mệt nha bạn. Stream tại stream lần mình stream tới 2-3 tiếng không à, nói đúng mỗi miệng luôn bạn. Thật sự các bạn nào nói liên tục trong 2 tiếng thì các bạn sẽ hiểu. Vừa đau họng nè, vừa khó nè, chịu đó bạn. Ở với lại quay stream á thì mình sẽ không có thời gian để mình cày mấy cái game á bạn, đó giống mấy cái game mà cần cày đó. Giống như cái game kinh mít nè, mình thí dụ luôn nè. Cái cây kiếm này ha, tới giờ mình chưa có cây kiếm nữa. Đó là các bạn hiểu mình cày liên tục cỡ nào rồi. Rất là cực luôn. Ô Gomu nè. Cày mới gọi là cày kinh khủng, cày cực khổ luôn á. Đó, như vậy đó. Nên thì nếu mà stream thì mình sẽ không có thời gian để mình quay mấy cái này cho các bạn coi được. Đó, quay mấy clip á. Rồi, tiếp theo hai. Anh có thể tạo server Discord mới không? Server hiện tại khá là toan. Server Discord mới hả? Server Discord mới hả? Tạo thì cũng được các bạn. Tạo thì cũng được nhưng mà từ từ thì để mình coi lại nhé bạn. Tại vì server Discord hiện tại là nó kiểu bị loãng các bạn. Đó, ít tương tác á nên nó ít người chat các bạn nên nó bị loãng server. Rồi, thì có gì mình sẽ xem lại nha. Tiếp theo số 3, 100k sub anh làm vlog review toilet nha. Được á nha. Toilet thì hợp lý nha bạn, toilet thì được nha. Chứ các bạn có nhiều bạn kêu quay cái nhà thì không được nha bạn. Đó thì tại vì có nhiều thứ trong nhà các bạn. Đó, quay thì sợ các kiểu á, đó rất là cái đó là tế nhị. Còn quay toilet thì hợp lý nha bạn.
Ôi, cái này là khó rồi nha. Vậy toilet là mình phải làm toilet mình sạch sẽ nữa. Tại bình thường nó cũng bình thường các bạn, nhưng mà mình muốn nó sạch hơn kìa. Kiểu vậy phải trên mức sạch sẽ nữa là siêu sạch sẽ. Mới quay cho bạn coi được không thôi là toàn sao đúng không? Đó. Rồi. Tiếp theo của bạn tên là Hiền Võ nha. À, bạn này chừng vlog xong rồi. Tới bạn Hiền Võ. Anh lớp mấy rồi? Hiện tại là mình đang học đại học nha bạn. Nếu là cấp 3 thì chúc anh đậu đại học. Thì cảm ơn bạn này rất nhiều ha, nhưng mà hiện tại là mình đang học đại học rồi nha. Đó. Tiếp tục. Các bạn tên là Kiana Raiden. Tại sao anh làm YouTuber? Mong anh trả lời đó. Thì trước khi mà mình làm YouTube á thì mình chơi Lock Root đúng không? Đầu tiên mình chơi Lock Root. Thì mình ghiền cái game Lock Root các bạn. Mình ghiền đúng cái game Roblox luôn á. Thật sự cái game Roblox là cái game để mình biết tới Roblox luôn á, chứ thực ra là mình không thích Roblox đâu thật sự. Lúc đầu là tại mình người lớn bạn, mình lúc á mình chơi mấy game mà đồ họa đẹp không à. Thế với cái game Roblox này trời ơi game nít vậy, trời ơi nó xấu. Ai mà chơi các kiểu bạn chơi. Chơi xong rồi cuối cùng chỗ cái game Roblox bạn làm mình ghiền luôn cái tựa game Roblox này luôn nè. Làm cực hay luôn, xong rồi mình cày phát lên 10M luôn bạn. Trong một tuần nha, lúc mà vừa update 8 ra đó, xong trong một tuần luôn. Một tuần là mình cày lên 10M liền luôn, là mình đứng hình như là thứ 9 đó bạn. Đứng thứ 9 trên trên cái bảng xếp hạng luôn nè đó. Đứng thứ 9, đây thứ 9 bảng xếp hạng 10M luôn, đó quá top luôn các bạn. Đó, xong rồi mình gặp anh Tuấn. Trong bo nói là ảnh là YouTuber, xong rồi mình mới thấy ảnh làm YouTuber hay hay á bạn, cái mình mới kiểu làm theo á. Đó là anh Tuấn là người là cho mình động lực để mình làm YouTube các bạn. Đó, xong ảnh cũng giúp mình rất là nhiều luôn. Kiểu vậy. Rồi, tiếp theo của bạn tên là Kiệt 1205. Winay tên thật và tuổi anh là gì? Đó, tên thật thì cái này bí mật nha bạn, hồi nãy mình nói rồi, tuổi thì mình nãy mình nói luôn rồi đó. Như mình 21. Hiện tại anh đang ở đâu? Hiện tại đó, cái này cũng là tế nhị nha bạn. Hiện tại là mình đang ở một nơi nào đó trên thành phố Hồ Chí Minh. Rồi rồi mấy mèo và kiểu bạn thấy không? Rồi một trong shop anh show mặt và làm vlog nhé, chúc mình sinh nhật. Cảm ơn bạn Kiệt 1205 thì rất nhiều nha. Thì tới tới chừng nào mà có nút bạc thì mình sẽ quay vlog và show mặt cho bạn coi ha. Tiếp tục của bạn tên là Nalu. Winay anh ơi, chế mochi và chế tơ thức tỉnh thì chế nào săn boti ngon hơn anh? Mochi và chế tơ hả? Như mình thì mình thấy chế mochi nhé bạn, chế tơ thì mình chưa có thức tỉnh nên mình chưa có biết. Chứ ở cái trái tơ đúng rồi, trái tơ thì mình chưa thức tỉnh luôn bạn, trong lúc rút á chưa thức tỉnh luôn nên mình không biết mạnh hay không. Nhưng mà săn mochi thì hồi đó là mình có săn mô tao ti bằng mochi với bạn nên cũng khá là mạnh đó chứ. Săn mô ti mochi khá là mạnh luôn nha bạn, mochi bb cũng ngon nữa mà. Và mong lần đầu lên tivi vì chưa lần nào lên gã. Rồi rồi nha, xong bạn Nan luôn rồi nha. Tiếp theo này lần thứ comment thứ 16 nha bạn, 16 rồi nè. Quyền này trái khủng long gầm với du biển thì cái nào rộng hơn, mong được trả lời. Trời, trái khủng long với du biển à? Từ từ, trái khủng long du biển à? Từ từ. Ô mình thức tỉnh cái trái trọng lực rồi, để coi mình được vĩnh viễn không nhé bạn. Nếu mà được vĩnh viễn thì mình nhồng cái trái khủng long vô luôn để mình coi gặp coi nó hơn được du biển không nha. Nhưng mà theo mình nghĩ là du biển nó sẽ bự hơn nhé bạn, hoặc là ngang nhau. Nhưng mà mình nghĩ, theo mình nghĩ nha, thì du biển nó sẽ bự hơn một tí, tại du biển nó là boss mấy bạn, các bạn gặp hơn boss luôn à, đâu có được đúng không, đó admin đâu có làm gì được. Nên mình nghĩ là con du biển nó sẽ gầm to hơn khủng long nhiều đó, tại nó là boss, đơn giản vậy thôi. Từ từ coi coi có được chưa vĩnh viễn không vậy. Tự nhiên trái Venom mà được vĩnh viễn bạn, ảo không? Đúng ảo luôn chứ, có nhiều bạn thức tỉnh không được vĩnh viễn, kỳ vậy. Nè tự nhiên Venom mà được vĩnh viễn, ảo thịt đi. Gravity. Ủa Gravity không vĩnh viễn nữa bạn. Sao kỳ vậy? Sao tự nhiên mình được trái Venom vĩnh viễn vậy, chấm hỏi game. Đỉnh vậy. Tự nhiên được Venom vĩnh viễn, hay bạn nào gift cho mình ta. Ôi, hay bạn nào gift mà nó không hiện luôn bạn. Tại vì lúc mà mình mua Venom mình chơi server VIP mà mình quay cho VIP mà đâu server thường đâu. Sao kiếm được? Lúc mà mình quay Venom cho bạn đó, mình đi thức tỉnh luôn á là mình chơi trong server VIP nha bạn. Làm sao mà gift cho mình được? Tại mình cũng không muốn các bạn gift đâu, tại vì sợ tốn tiền các bạn á, các bạn cứ để dành xài đi đừng có gift cho mình nó phí. Kiểu vậy. Rồi, của bạn này là bạn Phương Thảo Nguyên nha bạn, comment của bạn Phương Thảo Nguyên. Rồi, tiếp theo của bạn tên là cái mặt Quyền này anh có bồ chưa? Em hỏi thôi, không phải gay đâu. Bồ cái gì tầm này các bạn. Hiện tại là tiền không có ăn nữa mà bồ là toang. Không được rồi. Tránh, nên mình nghĩ là nên tránh xa những comment như vậy nha các bạn. Thì đùa thôi chứ mình hiện tại là mình lo cơm áo tiền trước nha các bạn. Đó cái kiểu. Nên mình cũng không có
quan trọng cái vụ bồ hay gì lắm mấy bạn đó, nhưng mà gái thì mình vẫn thích như bình thường nè, cái này là chắc chắn nha bạn. Đó thì tại vì mình cũng không có giàu các bạn, mình cũng không có mơ cái chuyện có bồ các kiểu nữa, khổ lắm. À đây đây đây, không phải giàu các bạn, không có tiền nữa chứ khổ vậy đó, nghèo lắm các bạn ơi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trái nữa nè là đủ 10, đủ 10 trái thôi chứ để dành thức tỉnh trái gravity nữa. Rồi tiếp theo của bạn tên là Tiến Nguyễn, bạn này rồi Tiến Nguyễn, quy nay khi làm Minecraft anh sẽ làm về series gì? Trời ơi, cái câu hỏi này là đỉnh cao đúng không anh, lại tiếp tục BR kênh Minecraft thôi. Đó, cái câu này mình chờ lắm đó chứ. Rồi ủa quên, nhầm kênh bo. Đây tiếp tục BR kênh Minecraft nha bạn. Đây thì mình sẽ làm về series Minecraft hết ship nha bạn. Đây mình làm series Minecraft hết ship nên các bạn nào muốn coi thì có thể vô coi ha. Thì đây là sau 10 tháng mình mới làm lại luôn các bạn, nên có cái kênh hơi bị cao đề xuất một tí đó, thì các bạn có thể vô ủng hộ nè. Đây tuột đề xuất nè, đó lương gì quỷ nè, coi trễ rồi, like hết luôn đó, like hết luôn đó, kiểu vậy. Thì mình sẽ làm về series Minecraft hết ship nha bạn. Rồi tiếp theo của bạn tên là RFF, đúng rồi, DR đúng rồi, RFF đúng rồi. Quyền này anh ơi, ai là người cho anh động lực làm YouTuber vậy? Đó mình nói nha, đó chính là anh Tuấn các bạn, là anh Trendly Gamer đó. Rồi tiếp theo của bạn tên là Bread Doge, trời ơi bánh mì chó à, bánh mì Doge. Trong tương lai anh có dự định nghỉ làm YouTube không? Thì cái đó là tương lai các bạn, mình đâu thể nào biết trước được tương lai đâu, thì chừng nào mà tới đó thì mình tính sao nhé mày. Nói chung là tới đâu hay tới đó là đừng, nên mình đâu có biết trước được tương lai đâu đúng không? Chừng nào mình là Dr. Chen các bạn là mình có thể biết trước được tương lai, đỉnh lắm, ông đó là siêu đỉnh rồi. Rồi ha, thì cái quyền này tuần này thì mình chắc thì kết thúc là trong tuần này nhé bạn. Thì các bạn cứ comment ở dưới clip này luôn nhé bạn, comment dưới clip này luôn và nhớ ghi là chữ quyền này ngay đầu nhé bạn, để mình biết, để mình trả lời cho các bạn, những các bạn mà có làm đúng theo cách thức nhé bạn. Đấy thì chắc mình kết thúc tại đây ha, thì hẹn gặp lại các bạn ở quyền này tuần sau nha. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like, một subscribe của mình để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Không giờ đi, bye bye.